bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi ngữ pháp N3 Đề tháng 7 năm 2021, một đề khá là mới Đầu tiên là môn đai 1 Câu số 1 Ryoshi ni kate morata kimono daigaku no sotsu ni Tôi đã tham dự uh, lễ tốt nghiệp đại học Đằng trước là bộ kimono mà bố mẹ tôi mua cho O, ga, de và ni như vậy Câu này chúng ta phải điền là Đáp án 3 đúng không? D có nghĩa là gì nhỉ? Bằng cái bộ kimono với cái bộ kimono mà bố mẹ đã mua cho, chỉ có trợ từ đấy là phù hợp. Tiếp theo, câu số 2. Hon'yonde itara gojikan mo tà. Về trước là đọc sách này, về sau là 5 tiếng trôi qua. sô soro, soro là sắp sửa, nó dùng để chỉ cái việc mà uh, sắp phải làm gì, dùng cho cái thì uh, tương lai không đúng bởi vì đây là quá khứ này dần dần là dần dần nó diễn tả cái sự biến đổi chậm rãi đi với lại những cái động từ diễn tả biến đổi như là dần tăng dần giảm dần dần trở nên như thế nào đó trong trường hợp này thì không phù hợp với động từ hê rự là trôi qua à, bởi vì sao nhở năm tiếng trôi qua thì không thể dùng từ dần dần được yo giá cự là cuối cùng nó diễn tả cái kết quả cuối cùng của một quá trình nào đó cũng không phù hợp này Đáp án 4 là Itsunomanika là không biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào là đáp án phù hợp đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án số 4. À tôi gì nhỉ? Tôi đọc sách rất là mải mê và không biết từ lúc nào ấy thì 5 tiếng nó đã trôi qua. Tiếp theo câu số 3. Watashi ni ima ichiban taisetsu na mono wa katte inu desu. Ni taishite ni kurabete ni oite và ni totte các bạn thấy ở đằng sau nó là một câu diễn tả nhận xét, diễn tả quan điểm đúng không? Là cái thứ mà quan trọng nhất với tôi bây giờ là con chó mà tôi đang nuôi Như vậy phải là một ngữ pháp diễn tả cái quan điểm, cái nhận định Như vậy phù hợp nhất ở đây phải là ngữ pháp của đáp án số 4 đúng không nhỉ? Đó là NITOTE đối với này Đối với tôi ấy thì cái thứ quan trọng nhất bây giờ là con chó tôi đang nuôi Phương án 1 là NITAISTE mặc dù nếu dịch nó cũng dịch là đối với Thế nhưng mà cái đối với này nó là cái hành động hướng tới một người nào đó hành động hoặc là cái thái độ từ một đối tượng hướng tới đối tượng khác nhưng đây không phải là cái hướng như vậy cho nên là chúng ta không thể chọn một được ngoài ra với nghĩa là đối lập thì cũng không phải nikrabt là so với đúng nhỉ trong đây không có so sánh cái gì với cái gì nên là loại này oit là giống như là d ở tại cũng không phù hợp trong câu này như vậy đúng đây phải là 4 tiếp theo câu số 4 e nói là bucho no tanaka to oai ni naru no kyou ga hajimete desu ka Người A mới bảo là À cái việc mà gặp uh, Tanaka Bucho đúng nhỉ à, Trưởng phòng Tanaka ấy Thì hôm nay có phải là lần đầu tiên không B nói là Hay Yamashita Kacho Omeni Kakata Kotoga gozaimasen no de Ở đây các bạn uh, để ý thấy Có cái Động từ Omeni Kakata Đây chính là dạng khiêm nhường ngữ Của động từ A Đúng không Là gặp ata như vậy với động từ gặp chúng ta phải dùng trợ từ nhị gặp ai đó như vậy chúng ta sẽ loại trừ được đáp án số 3 và đáp án số 4 bởi vì là dùng đế là không phù hợp vậy chúng ta chỉ còn một với hai thôi là nhị đà kê và shika ở đây các bạn quan sát thấy là về sau nó có dạng phủ định là ma xem đấy nếu như chúng ta chọn là một ấy đà kê ấy, thì nó cả câu nó là mang nghĩa phủ định có nghĩa là vâng tôi đã không đúng nhỉ? Tôi đã chưa từng gặp uh, ngài trưởng ngài ngày trưởng nhóm trưởng ban Yamashita. Thì rõ ràng là không phù hợp đúng không? Bởi vì là đây đang nói là Tanaka Bucho đúng nhỉ? Mà đây lại nói là đã chưa từng gặp cái người một người khác hoàn toàn thì không thể lặp lại. Vậy thì chúng ta sẽ loại đáp án số 1, không thể dùng Nidake. Vậy thì đúng ở đây phải là đáp án số 2 là Nishika. Khi đó ấy, Shika đi với lại thẻ phủ định thì nó thành khẳng định có nghĩa là cái người ờ, Tanaka Bucho này thì tôi chưa có gặp. Tôi mới chỉ từng gặp cái người này thôi. Thì sẽ là phù hợp về mặt ý nghĩa nhé. Như vậy đúng sẽ là hai. Đúng nhỉ? nishika Tiếp theo câu số 5 Kono toshokan wa iriguchi no chikaku ni kaesu hon o ireru tame no book post ga ari toshokan ga shimate iru hon o kaesu koto ga dekimasu cái thư viện này ấy thì ở gần lối vào nó có một cái nó có một cái 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 hộp sách đúng không nhỉ nó có một cái 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 cái, cái post như kiểu là một cái, cái cái hòm cái thùng cái hộp đựng sách để gì để cho những cuốn sách sẽ trả vào đấy về đằng sau này là thư viện đóng cửa gì gì đó vẫn có thể trả sách thì các bạn thấy rõ ràng là đây là mối quan hệ đối nghịch đúng không? thì để diễn tả mối quan hệ đối nghịch chúng ta phải dùng lá đáp án số 1 bởi vì có đêm mộ đúng không nhỉ? như vậy là ý, chi là chính xác. Toki demo mộ có nghĩa là dù là lúc dù là lúc thư viện đóng cửa đi chăng nữa vẫn có thể trả sách được nếu như người ta bỏ một cái uh, hộp đựng sách ở bên ngoài như vậy nó giống như một cái uh, cái cái hòm thư ấy. đấy thì đây thay vì đợi để thư thì người ta bỏ sách uh, sẽ trả vào đó nhé. Mamade là giữ nguyên trạng thái không phải này. Aida kara có nghĩa là bởi vì đang trong lúc, không phải. Dịch nghĩa nó sẽ không chính xác và tokoro nào là, là nếu là lúc cũng không đúng đúng không? Ở đây hợp nghĩa nhất phải là một. Dù là lúc uh, thư viện đóng cửa vẫn có thể trả sách được. Tiếp theo câu số 6. Câu này tương đối là khó với nhiều bạn bởi vì thấy nó khá là lạ. Người A nói là Koyawa harite kara oshi ga yo là đêm nay ấy, thì bởi vì bầu trời rất là quang đãng cho nên là Uh, nhìn gì đây nhỉ? Nhìn rất là rõ những ngôi sao đúng không? Thì người bên nói là wa, honto da. nan ka? ka, nan À đúng rồi. Đẹp um, nhỉ đúng không nhỉ? Đẹp biết bao nhiêu. Vậy thì chúng ta sẽ cần một từ diễn tả cái sự cảm thán đúng không? Bày tỏ cái sự ngạc nhiên. Vậy thì ở đây chúng ta phải dùng là đáp án số 3, nanto nhá. Nanto nó sẽ đi với lại các tính từ phía sau. Ví dụ đây là kire này. Đấy, Nanto uchigushi là đẹp biết bao nhiêu Nanto Kire Ôi thật là đẹp đúng nhỉ Nó mang nghĩa là thật là hoặc là biết chừng nào Nanto Ka Nanto Ka có nghĩa là bằng cách nào đó hoặc là bằng mọi giá Giống như là Nanto Shite Bằng mọi giá là hãy làm gì đó Năng Ka là cách uh, dùng khác của Nado Có thể dùng để liệt kê hoặc là dùng để chỉ cái sự uh, Coi thường xem nhẹ Không phải Nan đề mộ là tất cả mọi thứ không phải, đáp đúng phải là số 3 Tiếp theo câu số 7 tên cái ni mini to bởi vì cái bức tranh của người quen được trưng bày, được trang trí tại cái buổi triển lãm. vì vậy tôi cũng nghĩ là hay là mình cũng sẽ thử đi xem. vậy thì chúng ta phải dùng cái gì đây? Chắc chắn chúng ta sẽ loại được đáp án số 4 bởi vì itaka là thể quá khứ, chỉ còn iko cả, ikanai cả, iku no cả. Thì ở đây đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 1 đúng không? Đấy, iko cả nhá. Iko cả tomo có nghĩa là à bình thường các bạn dùng là iko tomo là tôi uh, tôi định sẽ đi nhưng mà khi mà người ta cho thêm từ cả đằng trước ấy, cô cả tô là tôi đang phân vân đúng không tôi có ý định nhưng mà tôi đang vân vân tôi đang ngập ngừng, tôi đang tự hỏi mình liệu rằng con nên làm điều đấy không. Ikanaika, ka là câu đủ rê, không phù hợp. y uh, iku no ka thì cũng không hợp lý này. Nếu mà dịch ra nghĩa tiếng Việt thì uh, tôi nghĩ là uh, mình sẽ đi, nhưng mà trong trường hợp này người ta sẽ không có cái dạng thức là iku no ka cộng to để diễn tả cái sự ngập ngừng dự định nhá, nên chúng ta sẽ loại cái này. Tiếp theo, câu số 8. Natsu wa natsu wa tabemono ga Waru -ku, nan -nani -no -de. -shite -kudasai. ở đây các bạn nhìn thấy có trợ từ là trợ từ gá do vậy ấy, chúng ta phải dùng động từ na đúng không không thể dùng động từ sư được nếu siyasi hay là siniku chúng ta phải dùng như tha động từ phải dùng trợ từ ô như vậy chúng ta loại được 2 và 3 còn một và 4 vậy thì chúng ta phải xem nghĩa thôi mùa hè bởi vì sao bởi vì đồ ăn nó sẽ nếu như một ấy nó sẽ khó bị gì nhỉ nó khó trở nên tệ này và dễ trở nên tệ cho nên hãy chú ý vậy thì nhìn cái biểu hiện mang tính chất là hãy cẩn thận hãy chú ý thì phải là gì đây à nó dễ trở nên bị hư hỏng đúng không nhỉ bị tệ đi như vậy đúng phải là bốn nhá còn một là khó là sai nếu mà khó trở nên như vậy thì không có gì phải chú ý phải lo lắng cả tiếp theo câu số 9 nốt tờ đen gã. Tàu điện mà tôi đi ấy, nó dừng lại đột ngột à, Ở đây các bạn thấy này Có trợ từ là trợ từ nhĩ Cái người mà đang đứng cạnh tôi Cái gì nhỉ? Đây là cái 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 đôi giày trắng mới À vậy thì Đây chắc chắn là phải dùng thẻ bị động đúng không? Tôi bị cái người đứng cạnh, họ dẫm vào cái đôi giày trắng Vậy thì phải dùng thẻ bị động thôi Một là hunde Shimata Là chủ động, lỡ dẫm vào không phải này nếu mà dùng một thì là tôi dẫm vào người này đúng không loại nhá câu 2 này phân uh, đê ôi là dẫm trước tiêu cự không đúng không hợp nghĩa thứ ma đê đã đã gì đấy đã bị dẫm vào chính xác đáp án số 3 và câu 4 là thầy sai khiến thứ ma tê ôi là gì nhỉ à bắt dẫm cho dẫm trước vào sai tiếp theo câu số 10 ashita tennis no Kokusai tai mina no đó nhá. Từ ngày mai ấy, thì cái uh, kỳ đại hội quốc tế về môn quần vợt sẽ bắt đầu cái 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 um, giải quần vợt quốc tế sẽ bắt đầu 8 người tham gia ấy tất cả họ đều có kinh nghiệm họ đều từng vô địch ở trong các kỳ đại hội quốc tế rồi trong quá khứ rồi Đấy. vì vậy cho nên là cái kỳ cái kỳ đại hội lần này này đa đề các bạn thấy có cái các bạn thấy có cái gì nhỉ các bạn thấy có cái nghi vấn từ là đa đề gõ vậy thì thông thường nghi vấn từ sẽ đi với dạng thức tế mộ đúng không chúng ta xem thử cô một này đa đề gõ yu số tế mộ fushigi dewa này à Kỳ đại hội lần này cho dù ai là người vô địch đi chăng nữa thì cũng không có gì lạ cả À đáp án chính xác đúng không? Thứ nhất là vừa hợp lý bởi vì là nghi vấn từ thường đi với Temo nhá Đấy. Thứ hai là nghĩa cũng ok Có nghĩa là uh, bởi vì mọi người đều từng vô địch rồi cho nên là lần này ấy, ai thắng thì cũng không có gì lạ hết Câu hai là Yusho shitadai là một câu diễn tả lời khuyên Nên vô địch là sai đúng không nhỉ? Yusho suru này nai Nichigai nai có nghĩa là chắc chắn một ngữ pháp diễn tả cái sự suy đoán phán đoán đây không hợp lý không phải câu số 4 này như <laughs> show sự nối đeo bạn này đào cả nối đeo bạn này đào cả chính là tôi Tô nghĩ là chẳng phải là hay sao uh, dịch nghĩa sẽ không hợp đúng không kỳ đạo lần này ấy, thì chẳng phải là ai sẽ chiến thắng không phải đúng không loại nhá phải là đạo án số 1 dù ai chiến thắng cũng không có gì làm lạ hết bởi vì họ từng vô địch hết rồi tiếp theo câu số 11 một Ekino kai sát gichi de ở cửa soát vé của ga này. Vợ nói là Amo juji sao yo. nai to shinkansen ga shupatsu. Này nhanh lên, 10 giờ rồi, đúng nhỉ? Nếu mà không nhanh ấy thì tàu shinkansen nó sẽ làm sao đấy? Các bạn thấy có trợ từ giá tê Shiteru là đang, đang xuất phát là sai đúng không? Đây là câu điều kiện thì phải là gì nhỉ? Một cái điều uh, sẽ xảy ra nên dùng tê rự là chưa đúng này. Shitoku. Si là si teo cự là làm gì đó trước ở đây không phải là làm gì đó trước si cha hự chính là si te si ma có nghĩa là lỡ mất đấy, nếu mà không nhanh lên ấy, thì tàu sinh gan nó sẽ xuất phát mất đấy một cái, uh, ngữ pháp diễn tả sự tiếc nuối chính xác đúng không ba hợp lý nhá si chính là si nakia đề là phải xuất phát là không phải này như vậy đúng ở đây phải là đáp án số ba si cha chính là si te wa xin lỗi si te si ma chứ và chồng nói là hôn tỏa isogo. À đúng rồi, nhanh lên nào. Câu số 12. Yama, Yamada nói như sau này. a à, KACHO Kino ga domo gochiso sama deshita. Oishi tabemono takusan. Gì đó nhá. Sore wa yokata. Mata uchi de à, trưởng phòng cái từ KACHO này có thể dịch là trưởng phòng trưởng ban trưởng bộ phận trưởng nhóm rất là nhiều cách dịch nhá rất là cảm ơn hôm qua đã gì đấy đã mời tôi đã khao tôi đã đãi tôi đúng không à, nhiều đồ ăn ngon các bạn thấy là đều là dùng ăn này nhưng mà ở đây ấy, khi mà người này là người mà nhận được cái việc người này đãi đúng không nhận được cái việc khao đãi của ca ấy thì chúng ta phải dùng khiêm nhường ngữ đúng không nhỉ? chứ không thể dùng tôn kính được nên là các bạn sẽ loại đáp án số 3 và đáp án số 4 bởi vì người ta đang dùng là dạng tôn kính ngữ là Messi Agaru. Đấy, loại nhá. Vậy chỉ còn khiêm nhường là itada cự thôi hai này khác nhau ở địa điểm nào một là itada itemashita và itadakimashita thì sự việc ngày hôm qua là sự việc đã xảy ra rồi đúng không do vậy chúng ta phải chia thẻ quá khứ là itadakimashita Đấy, như vậy đúng của chúng ta sẽ là hai còn itada nó diễn tả một thói quen trong quá khứ Đấy. không phải đây là thói quen mà là một sự việc xảy ra ngày hôm qua trong quá khứ rồi nên là sẽ không dùng teimashita chúng ta sẽ loại một bạn Yamada bạn ấy cảm ơn đúng không nhỉ bởi vì là hôm qua đã được ăn rất là nhiều món ngon và ca nói là à vậy thì tốt quá lần sau lại ăn ở nhà tôi nhé đúng không tiếp theo câu số 12 này vợ chồng nói chuyện với nhau vợ nói là ashita tabe ni iku ramen ya juichiji hangoro kara komu da là gì nhỉ à, nghe nói là cái quán mì ramen mà chúng mình sẽ đi ăn ngày mai ấy, thì từ khoảng 11 rưỡi nó sẽ đông lắm đấy và chồng mới nói là nhà jiji sugi ni tsuke ni ni nani ne Ừ, so nà hayame ni deo chồng bảo là à vậy thì ấy cái gì nhà nhá sớm này để mình có thể đến quán uh, lúc gì đấy lúc hơn 11 giờ một chút lúc hơn 11 giờ và vợ nói là ờ ừ, được mình cùng nhau xuất phát nhé Vậy thì chúng ta thấy rằng với cái này thì chúng ta có thể hiểu rằng là chồng đang gì nhỉ? Chồng đang đề nghị đúng không? Đấy. Câu 1 là deru tsumori ka mo NAI Có lẽ dự định ra ngoài không phải đúng không? Đấy. Thông thường tsumori là thường dự định của cá nhân nhưng mà đây là hai người đi với nhau nhá thì dùng nó sẽ không hợp lý. Với lại cái dạng thức tsumori ka mo NAI nó cũng hơi okashi. Deta ho ga i ka mo Vậy thì có lẽ mình nên ra ngoài sớm, ra khỏi nhà sớm, chính xác đúng không nhỉ? Hợp với ngữ nghĩa Taoga i có thể dùng để khuyên đối phương hoặc là dùng để uh, khuyên tình hình của chính mình. De te wa ike các bạn có, nasaso là có vẻ không. Vậy câu này có nghĩa là có vẻ không được ra ngoài sớm, không hợp lý này. Còn đây là de na kute mo đúng nhỉ? Là gì đây? Có vẻ như là không cần ra khỏi nhà sớm cũng được, cũng sai nhá, bởi vì nó sẽ trái với lại cái câu henji của người vợ, người vợ bảo là ra ngoài sớm vậy thì hai cái câu này là không hợp lý. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 2, nhi bằng. Tiếp theo chúng ta sang bài môn đai 2 là môn đai uh, dấu sao. Câu 14 này, sensei nói là Minasawa ichido wa to omu hito wa imasu ka? i de kara. Các bạn có này. Uh, sensei nói một câu như thế nào? Ờ... Uh, mọi người đúng không? mọi người có người nào mà nghĩ rằng, này, có ai nghĩ rằng một lần nhá, các bạn thấy ở đây có gì đây? các bạn thấy có d và y vậy thì các bạn nhớ lại cái cấu trúc là gì đây? đó là lượng từ đúng không? Đấy lượng từ này, lượng từ cộng với lại d y có nghĩa là gì nhỉ? Uh, số cái okay, cái lượng như vậy là được, lượng như vậy là đủ. Vậy thì đây các bạn thấy có đây là y chi độ là một lần. Vậy thì đằng sau này nó sẽ phải là gì đấy? Đằng sau này nó sẽ phải là số 3 là d đúng không? Và đằng sau nó sẽ là hai là y này. Đấy. Mà các bạn có nhá. Ờ uh, kara và atemitai thì đằng sau y này phải là gì? Đằng sau y này phải là kara đúng không? Như vậy chúng ta sẽ cho 4 ở đây. Kara và một là Atemitai. Đấy. Như vậy là 3, 2, 4, 1 chúng ta sẽ khoanh đáp án số 2. Là đoạn chính xác. Câu này có nghĩa là gì? Câu này là giáo viên đang hỏi ấy. Đấy. Mọi người, các bạn uh, gì nhỉ? Các bạn có ai nghĩ rằng là gì đấy? Bởi vì là gì nhỉ? Bởi vì là chỉ gặp một lần thôi cũng được cho nên là nhất định là muốn thử gặp người đó có ai như thế không? Đấy. Tiếp theo câu số 15. Nghe A nói là Patino destaca Là món các món ở trong bữa tiệc thế nào? "Oishikatta rất là ngon. Wakari ga, osashimi ga Tôi không biết này. Nhưng cái món sashimi rất là ngon. Toyu nan ka và sakana. À câu này chắc chắn là chúng ta dịch nghĩa sẽ nhanh hơn. Tôi không biết đấy là cái loại cá gì nhưng mà cái món sashimi ngon quá đúng không? Sashimi làm từ cá thường thì làm từ cá không biết cụ thể nó là tên là gì nhưng mà thấy rất là tuyệt đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng như thế nào đây? Chúng ta sẽ phải cho hai là nan, đấy. xong là một này, toyu, tiếp theo là bốn sakana và cuối cùng là ba cà. Có nghĩa là tôi không biết. Đấy là cái loại cá có tên là gì nhá? Nan toyu sakana là cá tên là gì? Thì chèn vào trong câu nghi vấn ấy. Có nghi vấn từ nan có nghi vấn từ nan do vậy là phải là cá đúng không nhỉ? Tôi không biết là đó là loại cá có tên là gì, nhưng mà uh, cái món sashimi làm từ nó thì rất là ngon. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp số 4 là sakana này. Tiếp theo, chúng ta sang câu 16. Người A nói là Uh, Kyoto Ryo no Sashio Hayaku Okute là à, hãy gửi nhanh cho tớ cái bức ảnh mà mình đi du lịch đúng không? Hãy gửi nhanh cho tớ cái bức ảnh mà đi du lịch Kyoto có thể là cùng nhau đi du lịch hoặc là người B đi ấy đúng không nhỉ? Người B nói là Okuru gì đó Kara nhá Kara là vì này à, Hãy chờ một chút Erande Iru Sashio Ima và Tokoroda À các bạn có Tokoroda nó có thể đi với V rự đúng không? Hoặc có thể đi với VT rự như vậy Tokoroda có, có thể là đi với Erande rự hoặc đi với lại Oku uh, rự. Đấy. À, vậy là chúng ta chưa xếp được cái gì đằng sau cái từ này. Tiếp theo các bạn có từ xạ xin ô này. si ô. À vậy thì đằng sau chắc chắn phải là một động từ đúng không? Đấy. Động từ vậy thì chúng ta sẽ có số mấy nhỉ? Chúng ta sẽ phải cho uh, số 2 là xạ xin ô Tiếp theo là chúng ta phải có động từ là gì đấy Eran de ir. Đấy. Là đang chọn ảnh Chúng ta có là đang chọn ảnh Đúng nhỉ Nhưng mà có thể là Có cái từ ima là bây giờ Nó chèn thêm vào có nghĩa là gì đấy Bây giờ đang chọn đúng không Như vậy là chúng ta sẽ Phải xếp như thế nào đấy À cái từ ima Chúng ta phải cho vào đâu Chúng ta phải cho vào chen giữa đây đúng không? ba nhá Y mạ này À vậy thì đương nhiên Là còn gì nhỉ? Còn Tokoroda Nếu Tokoroda mà chúng ta cho Ở sau Okuru ấy Thì thành là Okuru Tokoroda Đằng sau không thể là sạc sinh được Như vậy là chúng ta sẽ phải cho nó đứng ở đâu? Đứng cuối đúng không? 4 Là Tokoroda Đấy vậy thì thứ tự 2, 3, 1, 4 sẽ là hợp lý Các bạn xếp như này thì câu nó sẽ đúng này Có nghĩa là gì đây? Bởi vì ấy Bây giờ đúng không? Bởi vì lúc này đây, bây giờ tôi đang chọn nhá. Tay Kuroda là đang làm gì đó bởi vì ngay lúc này đây tôi đang chọn cái ảnh mà sẽ gửi cho bạn, cho cậu, cho nên là bạn chờ tôi một chút. Như vậy chúng ta sẽ xếp được là như thế này và chọn đáp án 1 Erandeiru. Tiếp theo câu số 17 này. Watashi wa ryōri ga nani nani hotondo nai. À cái chỗ này nó không có dấu chấm đâu nhá. Đây là đánh sai, nigate de Diori wa tsukureru mizu ni Các bạn thấy là Watashi ga watashi wa đúng không Đằng sau cái Diori ga này ấy, Nó phải là gì đấy Nó phải là Tính từ hoặc là động từ Có thể đi với chợ từ ga, vậy đây các bạn thấy có ni hay là tsukureru đều có thể đi được với lại trợ từ ga kiểu này Chưa xem được đúng không nhỉ Ở đây các bạn thấy là tôn đồ nai hầu như là không có Vậy thì phải là hầu như không có cái gì Đúng chưa? Vậy thì chắc chắn là đứng cuối cùng ấy Nó phải là số 2 Là Dio đi Hầu như không có cái món Tiếp theo các bạn thấy nhá Recipio mi zuni Zuni chính là nai de. Recipio mi nai de có nghĩa là không nhìn công thức mà làm được À vậy thì chúng ta sẽ thấy thứ tự của chúng ta là phải là gì đấy Cái món mà không nhìn công thức mà làm được đúng không Chúng ta sẽ xếp được là bốn đúng không nhỉ? recipio mizu và ba là tsukureru đây vậy thì còn một sẽ là cho ở đầu tiên đúng không nhỉ? rất là hợp lý một là Nigatede có nghĩa là Tôi ấy thì rất là kém cái khoản nấu ăn. Và tôi hầu như là không có cái món ăn nào mà tôi không nhìn công thức mà tôi tự làm được, tôi có thể làm được cả. 1432 nhé các bạn khoanh đáp án số 3. được Tiếp theo câu số 18. Kono shima wa sora kara mimijima to yobarete ni mieru koto kara Hito no mimi no yona miruto Các bạn thấy đây có là yona thì đằng sau phải là danh từ đúng không? Vậy thì nó sẽ phải ghép với danh từ là Katachini đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ cố định được số 3 này là hito no mi no yona Đằng sau là một là Katachini ni nhé Tiếp theo, đằng trước đang số ra cả là từ bầu trời Vậy thì phải là nhìn gì đây nhỉ? Nhìn từ bầu trời Đấy, Nhìn từ bầu trời xuống ấy, chúng ta phải có 4 là MIRUTO. Rồi, vậy thì còn uh, số 2 chúng ta xếp ở đâu? 4, 2, 3, 1 hay là uh, 4, 3, 1, 2? Thì đương nhiên các bạn thấy vế sau nó đang là được đặt tên là như thế này, đúng chưa? Đấy, thì chúng ta phải cho cái ngữ pháp KOTOKARA ngay đằng trước. Hoặc là đây đang là KATACHINI, phải là KATACHINI MIRU. À, Trông giống hình đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ xếp hai vào đây ngữ pháp cô tô cả đà được dùng khá là nhiều ở trong các bài xếp câu đúng nhỉ câu này là gì cái hòn đảo này ấy từ cái việc mà nhìn từ trên bầu trời xuống nó trông giống hình của cái tai người thành ra nó được gọi là mimijima như vậy là bốn ba một hai các bạn sẽ khoanh đáp án số một katachini Tiếp theo chúng ta sang câu chúng ta sang bài môn đại ba ngữ pháp trong đoạn văn. Shita no bunsho wa ryugakusei ga kaita sakubun desu. Đoạn văn dưới đây là một văn bản do một du sinh viết tên là Nihon no Inshoku Tem là cái uh, quán ăn của Nhật. Watashi wa kodomo no toki kara ryoko ga daisuki desu. Tôi thì từ khi còn nhỏ tôi đã rất là thích đi du lịch rồi. Nihon demo iroro na tokoro e Ryoko ni ikimashita. Dù là ở nước Nhật đi chăng nữa thì tôi cũng đã đi du lịch rất là nhiều nơi. nhưng để ạ chigau machi ni itemo famiresu ya teishoku ya fast food ten nado onaji yona inshoku ten ga oi Ở Nhật này, dù tôi đi đến các thành phố khác nhau ấy, nhưng tôi cảm thấy là có rất là nhiều những cái quán ăn nó giống nhau, chẳng hạn như là gì nhỉ chẳng hạn như là những cái quán đồ ăn nhanh nhé fast food độ là đồ ăn nhanh thì fast food độ tem là những cái quán bán đồ ăn nhanh tê số cự gia có nghĩa là những cái quán bán những cái quán bán cơm theo suất theo phần đấy như là cơm cá cơm thịt vân vân à, uh, family rest, đây chính là family restaurant có nghĩa là cái uh, quán ăn gia đình đấy, tôi cảm thấy là những cái quán uh, ăn ở nhật nó rất là giống nhau chẳng hạn như mấy cái quán kiểu này nhưng không cả cứ chi nhiều ạ à. Oishi tabemono ga takusan aru no dakara. Soko ni shika nai inshoku ni iku hoga ito omoimashita. Bởi vì gì đây? Bởi vì ở các vùng đất, ở Nhật đấy. Bởi vì các nơi ở Nhật đấy. Có rất là nhiều món ăn ngon. Do vậy là tôi đã nghĩ là gì đây nhỉ? Tôi đã nghĩ là mình nên đến những cái quán ăn mà chỉ có tại cái nơi đó thôi. Sore de, ryo no toki wa zutto. Sono tochi ni shika mise de. Shokuji o Vì vậy nhá Đây tôi nghĩ là tôi nên đi đến đây đúng không Vì vậy này uh, Khi đi du lịch ấy Đấy Ở những cái quán mà chỉ có tại vùng đó Shokuji o Shokuji đây là ăn, ăn, ăn uống dùng bữa Chúng ta sẽ xem cái cách nào đúng này Câu 1 Sự đà rô tô Ô môi Tôi đã nghĩ là có lẽ không phải đúng không không phải là người ta nghĩ là đã có là sẽ có lẽ sai người ta làm cái điều đó chứ không phải là người ta uh, nghĩ không nên là loại này sa seự đà rô tô môi ma là tôi nghĩ là có lẽ sẽ cho sẽ bắt ai đó không phải không dùng thể sai khiến đúng không nhỉ tương tự bốn cũng sai luôn nhé bốn cũng dùng thể sai khiến như vậy ở đây đúng phải là đáp án số 3 là yo à sư tự yo ni te ma đây là ngữ pháp có nghĩa là gì cố gắng đúng không tôi luôn luôn cố gắng ăn tại những cái quán đó Đấy, dùng bữa tại những cái quán mà chỉ có vùng đó. Như vậy hợp lý nhất sẽ phải là ba Thể hiện cái gì nhỉ? Thể hiện cái sự việc mang tính chất ý chí, hợp lý với bài. Tiếp theo. Đi uh, À cái việc gì nhỉ? Cái việc đi đến những cái quán mà tôi chưa từng đến. Đấy, cái việc đi đến những cái nhà hàng, những cái quán ăn mà tôi chưa từng đi, tôi chưa từng đến bao giờ ấy, tại cái địa điểm du lịch ấy thì rất là vui 20 đứng đầu một từ mà dấu phải này khả năng rất cao đây là liên từ liên từ thì các bạn cần phải nắm được cái quan hệ trước sau của câu điều cố khi mà tiếp tục đi du lịch ấy khi mà tiếp tục chuyến đi thì giữa chừng sẽ bị mệt đây các bạn thấy rằng là vui đây đang mệt vậy thì chúng ta phải chọn cái ngữ pháp diễn tả uh, chọn cái từ nối diễn tả cái sự trái ngược đúng không thì đây các bạn thấy có này từ đầu tiên là tha đà tha đà là có điều là chỉ là Đấy, nó gần giống với nghĩa của từ tuy nhiên ấy nó mang nghĩa như kiểu là mở rộng bổ sung thêm nhưng mà cái tính chất là mang tính chất tương phản hợp lý đúng không như vậy là đoạn một nhá Đấy, tôi thấy như vậy rất, rất là vui có điều là khi mà đi du lịch nhiều khi mà tiếp tục chuyến đi thì, thì nhiều khi sẽ bị mệt giữa chừng số no ue là hơn nữa thêm nữa giống như là saranyi rồi thì mà vân vân sumari là tóm lại tức là giống yosurini không phải yahari là quả nhiên quả thật không đúng nhá như vậy câu 20 phải là một tha đà tsukureru tsukurete toki nare nai mise ni iku no wa sukoshi taihen desu cái khi mà khi mà mệt mỏi ấy thì cái việc mà đi đến những cái quán mà mình không quen nó hơi vất vả một chút toki ieno chikaku ni mo aru -ya, -ya -ga, -ni -mo -no -i -koto -ni những cái lúc như vậy tức là những cái lúc mà tôi mệt đấy thì tôi trở nên suy nghĩ rằng này đây, tôi trở nên suy nghĩ rằng nhá cái việc mà ở gì đây ở cái ở, chỗ đi du lịch ấy đấy, ở nơi tôi đi du lịch cũng có những cái Cái uh, nhà hàng bán cơm suất cơm phần hay là những cái uh, nhà hàng gia đình mà gì đây nhở mà có ở gần nhà tôi tức là ở gần nhà tôi có những cái quán này và ở địa điểm du lịch cũng có những cái quán cùng một chuỗi cùng một thương hiệu kiểu đó Đấy, ý vẫn ý là vậy thì tôi cảm thấy điều đó là một điều y tổ một điều rất là tốt menu mộ chumo hô hồ mộ cả thực đơn lẫn cái cách gọi món thì làm sao đó 21 phải điền này WAKATE des. Tôi muốn ai đó biết Đây không phải tôi muốn ai đó biết Loại này Câu số 2 WAKATE des. Là bởi vì tôi biết rõ Đáp án chính xác đúng không? Lý do người ta Tại sao người ta lại nghĩ rằng Cái việc Có những cái quán quen thuộc Ở địa điểm du lịch Là tốt Là bởi vì sao? Là bởi vì họ Nắm rõ Họ thuộc lòng Họ biết cái cách gọi món Lẫn là Cách uh, Lẫn là thực đơn đúng không nhỉ? Hợp lý nhất là hai nhá. WAKARI SONI ARIMASEN Wakari số ni nai chính là có vẻ như không thể biết Sai này Wakara nakereba narimase là phải biết Cũng không phải Hai là đáp án chính xác Tiếp theo Watashi wa ryoko CHU ni tsukareta toki Kinjo ni mo aru restaurant ni hairu yo ni narimashita Tôi khi mà mệt mỏi trong chuyến du lịch ấy Thì tôi sẽ vào những cái nhà hàng Đúng nhỉ? mà gì đây mà quen thuộc mà kiểu như là những cái quán mà ở gần nhà tôi cũng có ấy Doko Demo Aru Onazi yo iku dake dekiru cái việc mà đi đến những cái quán giống nhau những cái nhà hàng giống nhau mà có vẻ như là nó có ở mọi nơi thì nó không phải là cái trải nghiệm gì đặc biệt mà mình có lạ có thể làm chỉ tại cái nơi mình đi du lịch cả đấy thế nhưng mà sao thế nhưng mà mặc dù nó không phải là trải nghiệm đặc biệt đúng nhỉ thế nhưng nó cho tôi cái cảm giác yên tâm câu 22 nhá gì đó nô no này Ima mà mà koto ga dekimashita và tôi đã có thể phát hiện ra được những cái điểm tốt mà tôi chưa từng biết của 22 là chúng ta sẽ điền cái gì đây mise, kono mise, aru mise và soyu mise của cửa hàng, của cửa hàng này, của cửa hàng nọ và cửa hàng như vậy. Đã đúng chúng ta phải là đáp án số 4 đúng không? Bởi vì đằng trước người ta đã nhắc đến cái từ mise rồi thì lặp lại phải dùng từ so đúng nhỉ? Chứ không dùng cô. Nếu dùng cô ấy thì là chỉ diễn tả một cái duy nhất nhá. Như vậy chúng ta phải dùng đáp án số 4 này. A rự, mì là một cửa hàng nào đó Còn mì xê là lần đầu tiên xuất hiện Không hợp lý Mà đây đã nhắc đến mì xe rồi Đấy đằng trước đã nhắc đến rồi thì đằng sau sẽ thường dùng chỉ thị từ là so thì đó là cái phần uh, chữa bài chữa đề ngữ pháp lần uh, này của chúng ta các bạn hãy xem thật kỹ uh, xem là câu nào mà mình sai thì để ý cho uh, khắc phục cho chính xác nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.